Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em một buổi tối xem video vui vẻ em ơi. Và ở video này thì Khải mua trung gian dùm ông anh. Trung gian dùm ông anh con ngựa phi dân anh em. Phi dân cộng 5. Phi dân cộng 5, kháng cả 5, nói chung là phát sáng 5 anh em. Đây, giao dịch đi em. Em đó. Nói chung là mua dùm cũng như là trung gian dùm ông anh trong bang thôi. Với giá 4 triệu 5 nha mọi người. Còn thối phiến tay vật kim mã 4 triệu 5. Đây anh em thấy chưa? Hiện tại thì anh em thấy thì nó là con phi dân cũng khá bình thường thôi. Hồi lúc đầu server là Khải bán một con phi dân bình thường là 5 triệu anh em. Mà nay cũng hơn 4 tháng rồi. Thì con này là từ con 0. Con này từ con 0 và ép lên khá tất cả anh em thì đó là một vấn đề anh em. Đó một vấn đề khá là nan giải. Một vấn đề khá là nan giải. Rồi, Khải giao dịch. Rồi, đó, Khải giao dịch xong rồi nha. Rồi, nói chung là Khải mua là mua giùm cho ông này nè anh em. Ông anh mạo lưu đạn anh này mới vô bang. Anh mạo lưu đạn, anh này mới vô bang. Đó. Thì ông anh này, ông mua con ngựa này. Nói chung ông này ông mới vô bang thôi nè. Cũng, anh cũng mới chơi rồi, anh cũng chơi xưa giờ. Giờ lắm thì anh chơi cũng khá là nhiều rồi. Còn cái cầm đồ xanh này thì anh chưa chơi lần nào cả. Thì đây thì Khải coi như Khải trung gian nhiều ông anh mua ngựa kháng thời cả năm. Và con này thì anh em biết rồi, hàng động mà tính ra có 4 triệu rưỡi thì không được. Khải nghĩ rồi, với so với hiện tại giờ thì quá rẻ rồi anh em, quá rẻ rồi. Đây ông anh đây, nói chung là ông anh này thì vừa mua ạc vừa mua sắt của anh em trong bang mình đó. Xong rồi hiện tại đang sử dụng một set new tình anh em, sử dụng một set new tình và một số món đồ thì có vẻ như đang chuẩn bị sắm lại nữa nè. Set new tình cũng mắc ọp mà một số đồ chưa ưng cho lắm đó. Nên là sẽ mua lại. Đó anh em thấy con ngựa cộng 5 kháng dòng sáng khá là đẹp. Xin lại con ngựa. Ok. Rồi nó khá chuyển tiền anh Thành đó. Động em số tài khoản trên này. Em đang làm video. Cho em số tài khoản trên này em bàn qua nè anh. Rồi, anh em lại tới Khải ban tiền cho bạn này nữa xong. Vừa rồi thì anh Mạo, anh Tuyến, anh có ban qua Khải 4 triệu rưỡi rồi. Khải giao dịch qua ban tiền qua cho bên này. Nói chung là Khải trung gian dùng ông anh trong bang thôi. Thường thường những cái trung gian này thì thường thường Khải sẽ lấy phí khoảng 2%. Nhưng mà thôi trong bang thì thôi. Giao dịch dùm anh em chứ không có lấy phí. Thường thường là sẽ 2% nè. Những cái giá trị mà tầm 2 đến 3 triệu trở lên sẽ 2%. Những cái này 4 triệu rưỡi. Nếu không khả lấy phí thì tầm phải hơn 200 nghìn đấy. Mà thôi, này là ông anh mới vô là cứ hỗ trợ giùm ảnh thôi. 0979 158 858. Ngân hàng hưởng thụ MBBank. Đó, giao dịch trung gian thì Khải thì anh em biết rồi, trung gian nhanh gọn nè, 4 triệu 5. Tại vì hai bên đồng ý giá rồi, việc còn lại thì Khải trung gian ngựa, Khải đứng ra ở giữa, cửa giữa thôi. Nói chung trung gian thì nhiều anh em cứ nghĩ này nọ, nói chung là phải đúng người uy tín nè, đúng chỗ đúng nơi uy tín thì sẽ trung gian được thôi. Chứ anh em không biết anh em giao tiền trước hay là anh em giao ngựa trước thì lúc đó mất tiền on, lúc đó anh em là bảo sao hồi đó tôi không biết không trung gian ta. Đó, sau đó tao không trung gian ta thì nó là dở đi. Nói chung là cứ qua trung gian mất một ít cũng được mà cho nó chắc an toàn nè. À, ok xong anh nhé, chết đi anh. Ơi đó, nói chung là 4 triệu rưỡi đã ban qua. Khải chụp tấm hình qua gửi cho anh. Nói chung là đây những cũng nhiều anh em quen hết, trung gian cũng nhanh thôi. Ok anh. Rồi anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho video trung gian này một like, chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Khải trung gian cho anh lúc nãy Khải nói á, nói chung lên ngựa là quá đẹp rồi. Anh em đừng quên ủng hộ like, chia sẻ mạnh nha.